Xin chào quý các anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ đến các anh chị một số các kiến thức về kiểm tra tính pháp lý và năng lực của chủ đầu tư khi đi đầu tư mua nhà, đất, căn hộ hình thành trong tương lai. Thì để đi mua một căn nhà và một căn hộ của một chủ đầu tư bất kỳ hình thành trong tương lai thì chúng ta nên quan tâm và kiểm tra các hồ sơ pháp lý bao gồm những cái giấy tờ như sau. Thứ nhất, đó là kiểm tra về giấy tờ quyền sử dụng đất. Thứ hai, đó là kiểm tra về hồ sơ của dự án. Thứ ba, là kiểm tra về bản vẽ thi công thiết kế. Thứ bốn, là kiểm tra về giấy phép xây dựng. Thứ năm, là kiểm tra về giấy tờ nghiệm thu các công trình xây dựng. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái giấy tờ khác như là chủ thương đầu tư, quyết định giao đất, quyết định làm hạ tầng hay là bản vẽ quy hoạch 1/500, các cái thông báo đủ điều kiện để bán hàng, nghĩa vụ nộp thuế, rồi là các cái mẫu hợp đồng mua bán để các anh chị tham khảo trước. Thì sau đây chúng ta đi kiểm tra từng cái nội dung. Thứ nhất là chúng ta phải kiểm tra cái giấy tờ về quyền sử dụng đất, như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư căn cứ vào luật đất đai năm 2013 xác định cái nguồn gốc và thẩm quyền của chủ đầu tư đối với diện tích đất dự án. Xem cơ quan nhà nước đã chấp thuận, đã giao đất và chủ đầu tư đã có quyền sử dụng cái giấy tờ đất hay chưa. Cái thứ hai là về hồ sơ dự án. Về hồ sơ dự án thì chúng ta phải xem là cơ quan nhà nước đã chấp thuận cho công ty làm chủ đầu tư dự án hay chưa, đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hay chưa thì chúng ta cũng phải xem. Thứ ba, đó là về bản thiết kế thi công đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lưu ý các anh chị rằng là về thiết kế bản vẽ thi công phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, như thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công một số hạng mục của dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định, và một số các công văn về bản vẽ khác nữa. Thứ bốn, đó là về giấy phép xây dựng. Thì phải kiểm tra xem là Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng cho công ty để lập dự án xây dựng hay chưa. Thì căn cứ vào điều 89 của luật xây dựng năm 2014, nếu dự án thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng thì người mua cũng cần kiểm tra để tránh cái rủi ro về sau này. Thứ năm là về giấy tờ nghiệm thu công trình. Về giấy tờ nghiệm thu công trình thì căn cứ vào khoản 1 điều 55 của luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì chỉ ký hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai khi có biên bản nghiệm thu phần móng nhà, khi các bên giao nhận đã hoàn thành cũng cần phải có biên bản nghiệm thu để đảm bảo cho việc khiếu nại những phát sinh sau này. Thế thì các anh chị cũng cần lưu ý như thế này, trong luật nó quy định rõ rằng là chỉ ký hợp đồng mua bán và được bán nhà khi và chỉ khi có biên bản nghiệm thu phần móng nhà. Tức là bất cứ một chủ đầu tư nào bán cho anh chị căn nhà, bán cho anh chị căn hộ thì các anh chị yêu cầu là phải có cái biên bản nghiệm thu của cơ quan nhà nước cho phép là gì? Là được bán thì các anh chị mới ký hợp đồng. Rồi là cam kết bảo lãnh của ngân hàng đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư theo điều 56 của luật kinh doanh bất động sản năm 2014, điều 12 của thông tư số 07 năm 2015
thì đối với nhà ở hình thành trong tương lai thì văn bản này là bắt buộc để tránh chủ đầu tư giao trễ hoặc treo dự án đến không giao nhà đúng thời hạn cam kết cho khách hàng. Cam kết bảo lãnh phải được thành lập thành thư bảo lãnh và hợp đồng bảo lãnh có giá trị ràng buộc pháp lý của ngân hàng. Đấy thì anh chị cũng cần lưu ý trong cái trường hợp này, khi mà chúng ta mua nhà, mua căn hộ hình thành trong tương lai là cần phải có cái văn bản cam kết ngân hàng để đảm bảo cái nghĩa vụ của chủ đầu tư trong trường hợp mà chủ đầu tư không tiến hành thi công các công trình thì đã có ngân hàng họ đứng ra để bảo lãnh cho các anh chị. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các anh chị một số các cái hồ sơ mà các anh chị cần phải kiểm tra khi mà chúng ta đi mua nhà, mua đất, mua căn hộ của chủ đầu tư hình thành trong tương lai. Ngoài những giấy tờ trên thì chúng ta cũng cần phải lưu ý kiểm tra một số các cái hồ sơ như là chủ trương đầu tư, rồi là quyết định làm hạ tầng, rồi là quy hoạch 1/500, đó, rồi là một số các cái thông báo đủ điều kiện bán hàng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nghĩa vụ thuế, và đặc biệt hơn nữa là các anh chị cần phải kiểm tra các mẫu hợp đồng mua bán để anh chị đọc, tránh trường hợp mà sau này có những cái phát sinh khiếu nại đối với những cái căn hộ, những cái bất động sản hình thành trong tương lai của chủ đầu tư bán ra. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video, và trong buổi video ngày hôm sau thì tôi sẽ chia sẻ đến các anh chị một số cái kiến thức như là vi bằng là gì, có nên mua nhà vi bằng hay không, và rủi ro gặp phải khi mua nhà bằng vi bằng. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.